Hello, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại với series đó là Solo vs Squad nha mọi người. Thì hiện tại là phiên bản 0.13 này nó mới ra mắt à. Mong nội hack là ông chưa sản xuất ra được phiên bản hack phiên bản mới này đâu. Có một ông bay xuống. À, Solo Squad à bạn. Đáp dùng có một mình ạ. Xuống muộn hả bạn. Bắn như vậy rồi mà còn đâm đầu xuống. Ủa, có tiếng trong bên dưới. À, ông nào bên dưới. Ông đồng đội à. Chắc là đồng đội rồi. Để mình xuống mình tìm cái đã. Ồ, ở tầng dưới anh em ơi. Đây rồi. À, thanh niên đang máy mê lút đồ, không nghe được tiếng chân mình thì phải. À, đứng kia rồi, nghe rồi. Trời ơi. Vẫn còn đang cầm cái súng lục kìa. Gạt giò ông này luôn. Đó thì hiện tại là cái phiên bản nó mới ra mắt. Thì mấy cái ông mà sáng tạo ra mấy cái bản hack này nè, là cũng chưa có hack được. Nó còn cần thời gian chắc tầm vài ngày nữa thôi. Thì hack nó sẽ quay trở lại, anh em yên tâm đi. Không bao giờ mà hết hack được cái game này đâu. Đó, thì nhân cơ hội này là mình sẽ solo squad. Chứ là cách đây là tầm một tuần với nửa tháng này. Ui trời, hát nhiều quá, solo squad không có được. Đó, thì mong anh em tiếp tục ủng hộ mình nha. Bây giờ mình đi tìm người giết đã. Nhảy squad được có hai ông à. Còn nữa thêm hai con boss nữa chứ. Chán thiệt chứ. Đó là cái bàn bấm gì mobile này. Anh em nhảy squad rất là ít luôn. Toàn là nhảy ở càng gheo với càng novo là nhiều à. Ồ, có thích luôn này, mình sẵn thì mình đi săn luôn. Chạy ngang qua Rohok này xem có người không. Ủa, ông bên này. À, trời ơi, bắn mình à. Ok, để mình quay lại cho bạn bắn nha. Đợi mình xíu, mình không có chạy mất đâu bạn lo. Đây, 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 mình tới rồi nha. À, trúng được một viên rồi. Thôi xong, để mình áp sát thì chết bạn với mình nha. Sẽ công luôn anh em ơi. Đẩy lên luôn. Úi trời, bấm nhầm cái nút nháy hàng gì nó không chịu vô. À, thanh niên đang ở trên tầng 3. Mình nghe tiếng đóng cửa hình như là. À, rồi, ông nội đang cơ ngay chỗ cái cửa này anh em. Chắc luôn. Bây giờ mình mới xem mình thục xuống. Đó. Biết mà. Trời ơi, dở gì mà ăn được mình. À, chạy đi đâu hả bạn. Úi trời. Sao đồ này lại giật. Xém một tiếng nữa là chết rồi. Ông này Hàn Quốc cũng đang solo với Squad này. Ở bên kia là có người bắn. Bên đối diện mà hướng sông này anh em. Có người bắn. Để mình quăng cái smoke mình che lại. Mình lút đồ xong mình công qua bên kia luôn. Gọi nào ở bên này này. Không thấy à nha. Để mình kiếm thanh niên này cái đã. Hồi nãy vừa bắn mình nè. Ở bên này mình đang combat cái bên ông bên kia cái là bắn tạch tạch. Á, à, đây, đây, đây rồi. Ôi trời, con boss à. Phải con boss. Hay là ông kia ông núp đâu rồi, đã con boss anh em. Phải người. Mình nhớ không làm hồi nãy là mình nghe tiếng súng bắn sang bên mình thì phải. Thôi kệ, boss thì cũng giết. Giết mình đi săn thích cái đã. Chưa có giáp ba đúng ba. À anh em ơi, thì cái hiện tại là cái phiên bản mới này thì giáp đã được giảm sức mạnh nha anh em. Đó là giảm 25% độ bền của giáp. Vì vậy là anh em phải là hạn chế những cái pha mà đấu súng tầm xa đó. Để mà giáp nó hư thì anh em không thể nào mà tìm được cái giáp ba nào mà ngon hơn nữa đâu. À, còn giáp 1, giáp 2 thì anh em cứ đấu thoải mái thôi. Hư thì tìm thôi, mà còn giáp 3 thì rất là khó tìm. Mình ăn luôn cái thính này. À, rơi sát bên sông. Ui, rớt xuống dưới nước luôn rồi. Mình sẽ bơi xuống luôn. Mình đang tới sớm nhất mà, chắc chưa có team nào tới đâu. Ở đoạn trên này là hồi nãy cách xa đường bay mà anh em. Ui, 1249 à. Ok, mình bắn luôn. Mình bỏ K98 ra. Lấy 1249 sát cho nó phê anh em ơi. Solo squad mà. Càng nhiều đạn càng tốt. Vẫn chưa có team nào tới luôn kìa. Chắc là không ai tới ăn cái thính này rồi. Thôi bây giờ mình đi tiếp tục. Tiếp tục cuộc hành trình này đi săn người của mình thôi. Ồ, có Red Zone ở trong Bushinki kìa. À, như vậy là trong Bushinki có người anh em ơi. Mình sẽ đái xe vô bên trong Bushinki tìm người luôn. Hồi nãy thì nó cũng gần đường bay. Chắc là bây giờ vẫn còn tìm ở trong đó. Thì cái Red Zone này nó cũng hên xui lắm. Nhiều khi nó nổ ở tích ở đâu, ở ngoài bo đó. Ví dụ mà cái bo 738 rồi mà cái Red Zone nó lại nổ ở đâu mà cách tới 10 km nè. Còn ông nào không? Có ai không? Có ai không? Hello, hello. Có xác anh em ơi. À, tôi bắt đầu hiện tiếng chân. Mình nghe được tiếng chân ở bên cái nhà mà hình như là nhà 3 tầng. Đây rồi, đúng rồi. Như là có ông nào trong nhà 3 tầng. Ông nào đang nấp. Có ai bắn súng thính luôn kìa. Bắn ở bên cần cái đồng GK. Mình sẽ treo lên trên nhà này xem. Áp sát cái nhà 3 tầng đó.
Phong nào đang nấp ở đây này, chơi chiến thuật là du kích A rồi, rồi nghe được tiếng trăng như là ở bên đối diện. À, đây, đây đây rồi. À, hai ông này tính làm cái gì đây? Một ông nữa. Ô, gạt giò ông này luôn, không cho cứu luôn. Còn một ông ở trên này nữa, hồi này mình thấy. Cầm một chai nết lên. À, chạy sang phải à? Ui, lại sang trái. Ui, nghĩa là nhảy xuống à? À, vẫn còn bên trên anh em ơi. Thanh niên là đang cố thủ bên trên. Sẽ tiếp tục đáp nết lên. Hy vọng là bên đường này không có ai, có hai ông này thôi. Nhưng mà ở bên đường này hớ quá anh em ơi. Rồi, mình từ từ. Nếu mà không chết thì mình làm trốn lộ tai địch. Xong rồi mình cong lên. Có khi nào nhà kế bên không ta? Im lặng rồi nha. À rồi, nhảy xuống. Thanh niên nấp kỹ rồi nha. Ủa, mình nghe tiếng mở cửa. Ông này ông mở cửa, ông chung vô đâu, ông nấp rồi nè. Trong này à? Không có, trên lầu à? Ủa đây đây. À, thấy rồi nha. Thanh niên nấp trong góc. Trời ơi, chơi mà chơi nấp hả bạn? Ông Ấn Độ này. Trời ơi, bạn chết như vậy mà không trả thù, cứ tìm chỗ nấp không à. Rồi, bây giờ mình đợi Red vô nó nổ xong thì mình sẽ đi qua chỗ mà hồi nãy mà bắn súng thích đó anh em. Anh em thấy không? Ở bên đồi gần chỗ khu vực gánh ca kìa. Ui, trời ơi. Phải chưa, cái Red vô này nó cố tình nó giết mình nhưng mà không được kìa. Nổ sát bên mình luôn. Tên pha đó mình ở trong nhà. Ui, sao trận này Red vô nổ to vậy ta? Nổ rất là nhiều luôn nè. Có khi nào phiên bản mới? Ui rồi kìa kìa. Cái phiên bản mới này Red vô chắc là nó nổ nhiều thì phải. Thì mình nghĩ là vậy. Chắc là nhà phát hành tăng tỷ lệ mà rơi Red vô nhiều hơn. Rồi, bây giờ mình qua luôn. Vẫn chưa thấy khói anh em ơi. Mình cứ mình đi đại vô cái hướng này thôi. À kìa rồi. À trên đồi, trên đồi. Ủa có cái xe Dacia ở đây luôn. Ủa, có khi nào trong nhà này có người không ta? Xe này xe mặc định hay là xe của địch vậy? Thôi kệ mình chết cẩn thận cái đã. Ủa, cái này là hình như là xe của địch nè. Nó lao tặng vô gần cái ngôi nhà này luôn mà. Khi nào ở trong nhà kế bên không? Ủa kìa kìa, thanh niên đang lao đầu xuống. À, xuống đây bạn. Ủa trời, thôi xong rồi. Trời ơi, cái pha này mình tính mình đỡ là chạy qua cái cục đá mình mới bắn. Ai ngờ bắn gọi quá. Cái thanh niên ở chung nấp trong cục đá luôn rồi. Bây giờ làm sao mà cộng được đây? Hồi nãy mình tính là mình đỡ chạy qua cục đá mình thì mới bắn. Mà tự nhiên mình thấy cái mình quen tay mình táp hai phát. Thôi mình qua bên này mình xem. Lấy góc bên này bắn. Trời ơi, thanh niên nấp ở trong đó rồi. Bây giờ công cũng không được. Đợi tử xem thanh niên này có phản ứng gì không. Nhưng mà bây giờ công thì khó quá. Bo thì 2 phút nữa thu rồi. Bây giờ công còn một cách là đẩy xe dòng sang sau đồi đó. Nhưng mà bây giờ team thì mình chỉ có một mình à. Rất là khó, sợ trên đó đông nữa chứ. 4 ông thì chết. À, cái gì, cái gì? Sao, sao bạn? Táp cái gì đó? À, cầm Groza sẽ lên nè bạn. Oh, ôi trời. Oh my god. Vãi chương. Ủa, dối à nha. Chơi cái chiến thuật giả đò táp táp với cái mình lo đâu lại nhìn cái ông bạn núp trong nhà này. Như vậy là ông bạn với ông này là chung xe cho này đẩy xuống nè. Cái xe Dacia màu đỏ bên này là của ông này. Giả đò táp cái lên mình lộ vị trí ra bắn à. Hên là nha, hên pha này mình lui kịp. Ủa, phá xe mình à. Đùa. Cỡ bạn mình cho một trái đất vô nhà này xem. Chết đi bạn. Nope. Ui. À, gặp 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 dân chơi rồi anh em ơi. Ủa, ông này biết có di chuyển kìa. Đối vị trí liên tục luôn. Mới trong nhà cây lắng sang bên phải đánh liền. Giỏi à nha. Giỏi nhưng mà bắn thì vẫn còn yếu lắm. Dạng chưa thuộc là gọi là chuẩn xác cho lắm. Hồi nãy mà bắn trúng là mình chết rồi. Hai pha liên tục mà không giết được mình à nha. Không có lần thứ ba nữa cho đâu bạn ơi. Bây giờ một ông ở trên đồi, một ông ở dưới này. Ủa, có tiếng trăng, đây rồi. Rút nét quăng mình hả bạn? Chết cha bạn đi. Này thì bắn lén mình bây giờ bực mình rồi nha. À, ông bạn đứng trên gốc cây kìa. Này nè, trời ơi, ông Trung Quốc. Trời ơi, gặp dân chơi Trung Quốc hay gì bắn. Chứ cũng có biết là chơi đó chứ, có đùa đâu. Đâu có đùa được. Nhưng mà chơi không có lại mình đâu. Mình là mình di chuyển là best di chuyển ngáo đá đây mà sao mình chơi sao mình đốt vị trí của mình. Ưng ưng thì mình chạy chung, ưng mình chạy mình lui mình tới mình làm liên tục sạp bèn.
Ông này có gì đây? Ui trời, có X8 luôn. À, M24 à? Nhặt luôn anh em ơi. Lâu rồi chưa bắn M24. Rồi. À, cái ông kia có gờ đồ da anh em ơi. Con xe này hư. Thôi, xe hư à. Mình nhặt thêm đạn 5 đi. À, nhầm đạn 7 chứ. Lát lên mình lấy cây gờ đồ da của ông kìa. Ủa, ông này không có đạn 7. Ô, cái xe của má ông nội này mà ông cũng tự ông phá hư luôn kìa. Trời ơi, ông này ông phá hết hư hết ba cái xe luôn. Ông nội này không dùng thì thôi, đỡ người ta dùng sao lại phá hư hết vậy. Đâu rồi, đây. Mình phải nhặt lấy cây gờ rô gia cái đã. Rồi hàng ưa thích của mình mà mã. Ui trời, ông này có cái ốp luôn. Phải mà mã gì giấu. Giấu à nha. Rồi ngon. Combo hủy diệt. Auto là top 1 luôn. Ủa, bo bắt đầu đâu rồi nè. Nhanh nhanh mình vô bo cái luôn. Xe bây giờ nó chỉ còn có một bát à. Rồi đi anh em ơi. Mình sẽ vô sát ở viện bo mình hiêu bốc cái đã. Xong rồi mình tính tiếp cái chuyện là đi săn người. Rồi, nhưng gần ở hai cái ngôi nhà trước mặt mình. Đây. Ui trời, nó cua xe vãi ca trước chưa. Nó không có cái bánh một bên, nó rất là khó lái xe luôn. Nhưng mà hay một cái chuyện đó là không có một bánh xe vẫn chạy được. Chạy tốc độ rất là nhanh luôn nha anh em. Cứ bấm nhầm cái nút nháy anh em ơi. Nói chung là cái nút này nó chưa quen, sau này nó quen thì nó rất là lợi thế. Nó không còn những pha nháy mà ngu ngu nữa. Nhưng mà bây giờ nó mới làm quen nên nó cứ hay bấm nhầm. Mình cần kịp xin nó đối cái đã. U đây rồi, có chiếc Dacia màu đỏ lướng ở đây. Mấy cái bao cuối này mà không có xe chạy bộ thôi đó. Hồi đồng này nguy hiểm lắm. Gặp máu ông nội mấy anh ma rắn đập. Ủa, nhắc mấy anh ma mới nhớ. Dạo này ít thấy máu ông nội anh ma chơi nha. Anh Myanmar dạo này chắc bận đi đá banh hay sao đó. Không thấy chơi. Hồi lúc trước là toàn là gặp má anh Myanmar nằm thôi đó, nằm. Nằm sống chết cũng nằm. Kiểu như là má ông nội đó chơi game là ông đỡ ông nằm hay sao á. Ông kiểu như ông nhập vai vậy đó. Giống như là đời thật. Trời ơi, cái nhà này có người không đây? Nhà này thấy mở cửa lì lê hụt chưa hết. Kiểm tra kỹ cái đã anh em ơi. Có red zone ở trên đầu luôn kìa. Có khi nào khu vực gần cái đồi xương cá này lại có người không ta? Mình cong qua khu nhà này xem. Qua này mình xem cái góc đó, mình bắn nó dễ hơn. Cái nhà bên này dễ thu dễ cong hơn. Còn cái nhà bên kia nó tù quá, nó chút xíu à. Gặp team địch mà nó cong nết vô một phát là không biết đường nào mình né. Ủa cái gì vậy má? Ủa có cái tính kìa anh em. À như vậy là có cái tính trên đồi. Trên đồi mà red zone bên đó nữa là chắc là mấy ông nội đi săn thính à. Còn lại có bay ông à. Thì mang mới này nhiều anh em mau chết ghê quá. Ui kìa kìa, bên hai cái nhà đồi nhỏ. Hai cái nhà đồi giữa bo là có tiếng 1249. Đó rồi. Mình xác định được một ông bên đó rồi. Kìa kìa, đang bắn kìa anh em. Chắc là đang bắn mấy cái ông săn thánh chứ gì. Ok, mình công qua luôn. Mình công thắng vô cái nhà đôi chính giữa luôn. Thì cái phiên bản mới này anh em sao không hiểu tại sao mà không chết lắm. Kiểu đi xem cái bo đầu cái là còn có mấy ba mấy ông à. Chạy vòng nữa cái chết hết luôn. Nói chung là bắt đầu đây con bắt lớn rồi anh em ơi. Nói chung là ai mà cày răng thì chơi rất là dễ lên răng luôn. Màu tăng điểm. Ủa có xe nổ bên kia. Hai ông chạy kìa. Đang đứt bắn. Rồi. Mau chết với tôi. Tôi vô trong nhà tôi bắn. À, một thanh niên chạy bên dưới. Lôm khôm cái gì hả bạn? Lôm khôm này. Ui trời, ông này đang cứu. À, ba ông. Thôi gạt giò thôi anh em, phê chưa? Gạt giò ông áo xanh trước. Ông áo xanh là không phải mình nóc. Như vậy là còn lại ba ông. Mà team này là ba ông chết rồi, còn một ông lé. Một ông lé hồi nãy có một tiếng súng trên đồi nữa. Một ông trên đồi nữa. Và một ông nữa ở đâu? Gần ở mình thôi. Bo vẫn, mình vẫn còn đang trong bo luôn kìa.
Thôi bây giờ mình ngồi lại mình đợi thôi chứ mình không cần đi đâu nữa. Bây giờ mà chạy đi lao nhanh là bắn chết đó anh em, mình không có đùa đâu. Ủa, có tiếng trăng bên phải. À, ông nào trong vô nhà. Rồi rồi, mở cửa vô nhà. Vô ấy à nha. Vô trời, chạy đi đâu các bạn. À, cầm UMP. Cầm UMP này. Bò cuối rồi mà vác UMP thì bắn ai ba bạn. Đầu game thì cũng được đi. Rồi mình đỡ ông này ông bò này. Cho đồng đội tới cứu. Không thể cứu là mình hành hạ cho bạn. Cho chết từ từ như vậy mới cảm giác được đau đớn. Ủa công nết mình à. À kìa kìa, có một ông đang bò bên trên. Ủa không thấy nữa. Cái này thì công nết mình. Làm sao mà công được. Hướng trên đó mà mình đứng ở dưới này làm sao mà công. À kia rồi. Cái này thì nằm công nết mình. Chết đi bạn. Ủa. À như vậy là ông này lé rồi. Còn một ông cuối cùng à, chung team với thanh niên à, mặc bộ đồ màu trắng này. Ồ quăng bơm lửa qua mình à. Nhưng mà là ông kia đang ở rất là gần mình luôn. Qua đây chơi bạn. Làm gì mà nấp nấp. Còn có một mình mà. Qua đây đi. Hãy là người đàn ông đích thực đi bạn. Qua đây solo với mình. Đừng có chọi bơm làm cái gì. Không có dễ mà giết được mình đâu. Hello bạn nha. Bạn đang gọi giờ đã cứ nằm yên một chỗ à. Còn ông nội kia sao không qua. Không qua thì mình qua chỗ bạn. Nào nào nào. Qua mình chơi với bạn này. Chắc là ở bên đâu bên ngoài này chứ gì. À kia rồi. Ông này công hết hết chơi này dưới vậy. Ua ở bên dưới hình quá. Hình quá. Ê, vô này. Này thì vô này. Vô nhà mình hả bạn. Đúng là phiên bản mới có khác anh em ơi. Chưa có hát chơi rất là phê luôn. Bữa giờ không solo squash được bực cái mình. Ok như vậy là video kết thúc ở đây. Nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên bấm cho mình một like. Và để lại một bình luận dưới video giúp mình nha. Bye bye mọi người nha.